Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Đây là chiếc tủ điện của bác Trọng Triều ở Hồ Chí Minh nhé. Đấy, bác đặt một cái tủ điện hệ 3,5 kW của Saco. Đấy, thì với chiếc tủ điện này thì bác đặt thì nó sẽ có một cái bộ chống sét lan truyền đấy của DC, một bộ chống sét của AC. Ở phía dưới này thì em đã thiết kế cho bác một cái đồng hồ. Đồng hồ này thì khi các bác nối với điện lưới thì nó sẽ hiển thị tất cả các thông số cho các bác. Đấy. Cái đồng hồ này thì bên em đang bán là 350.000 nhá. Đấy. Thì có cái đồng hồ này thì nó rất là tiện cho anh em này. Đấy, các bác có thể reset lại trong một tháng các bác sử dụng hết bao nhiêu. Thì so với đồng hồ của EVN là các bác biết ngay là cái đồng hồ nào sai. Bởi vì trên thực tế nhá, đồng hồ của EVN là có nhiều gia đình là chạy nó bị quá. Anh em hiểu không? Ví dụ nhà các bác chỉ chạy hết độ 1.000W thôi. Đấy, nhưng có thể là cái đồng hồ đó nó lên 1.200, đấy là em ví dụ như vậy. Đấy, thì thông qua cái đồng hồ này thì biết cho các bác biết được tổng một tháng gia đình nhà các bác tiêu thụ hết bao nhiêu. Mỗi tháng các bác reset một lần, ví dụ thợ điện người ta đến người ta chốt số, các bác lưu lại. Đấy, xong bắt đầu các bác reset lại cái đồng hồ này, xong đến cuối tháng các bác so sánh là biết ngay. Một cái cầu dao này là cái cầu dao mà các bác sẽ đấu của AC out của chiếc biến tần nhá. AC out. Đấy, còn cái này là của bình ắc quy này, 125A. Cái CBDC 125A này bên em đang bán là 250.000 nhá. 250.000 bao ship. Đấy. Thì bình thường nếu mà các bác ráp một cái tủ như thế này cho hệ 3,5 kg thì bên em ráp nếu mà ráp một tủ thì chỉ rơi vào 1,5 triệu nhá. Đấy, rơi vào 1,5 triệu bao ship. Đấy, còn bác Trọng Triều này ở Hồ Chí Minh thì bác lại đặt cái loại 24W. Chính vì vậy mà nó là 1,650,000. Đấy, bởi vì là tiền tủ này nó đắt hơn. Cái tiền tủ này thì nó sẽ đắt hơn nên là em phải cộng thêm tiền tủ. Đấy, còn đúng ra nếu mà một cái bộ này mà các bác sử dụng cái tủ điện 18W thì bên em sẽ lấy các bác là 1,5 triệu. Đấy. Thì em cũng quay cái sản phẩm lên như này thì bác nào mà thấy phù hợp với cả gia đình nhà mình, phù hợp với cả hệ thống điện nhà mình thì các bác có thể mua. Đấy. Tủ này dành cho hệ từ 4 kW trở xuống. Đấy. 4 kW trở xuống, đây là tủ chống sét lan truyền. Thì bên trong thì em cũng đã thiết kế cho các bác hết rồi. Ở bên trong em đã đấu sẵn cho các bác rồi. Nhiều video thì em cũng đã hướng dẫn cho các bác là cách kết nối rồi. Đấy, còn đây thì em đã đóng sản phẩm vào rồi. Thì chỉ có gửi cho khách bây giờ thôi. Đấy. Dùng tủ điện chống sét lan truyền thì nó cũng rất là tốt cho cái hệ thống năng lượng mặt trời cũng như là cái hệ thống điện gia đình nhà mình. Đấy, trong cái trường hợp mà sét nó đánh trực diện thì tủ này nếu mà sét đánh trực diện nha, cũng nói luôn với các bác để các bác hiểu. Tủ điện này là tủ điện chống sét lan truyền, nó chống gián tiếp. Có nghĩa là chống sét nó đánh gián tiếp thôi. Còn nếu mà đánh sét nó đánh trực tiếp thì các bác phải có một cái hệ thống chống sét rất là cơ bản các bác mới chịu được. Đấy, nếu mà nó đánh trực diện luôn thì các bác phải có hệ thống cắt sét 3 lớp thì các bác mới chống được. Đấy. Còn đây là cái tủ mà nó chống những cái tia nhiễu hoặc là cái xung điện từ của thằng sét khi nó đánh phát ra. Đấy, các bác phân biệt cho em như vậy. Đấy. Một số gia đình nhà các bác mà không phải sét đánh trực tiếp mà vẫn bị cháy thiết bị, đó chính là cái tia sét nó lan truyền ra, nó làm hỏng thiết bị gia đình nhà các bác. Thì có cái bộ này thì nó sẽ chống sét cho các bác nhé. Đấy. Thì bác nào mà cảm thấy cái tủ nào nó phù hợp với cả các bác thì các bác có thể đặt. Đấy. Thì em sẽ ráp cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một video sau nhé.